Kính chào quý khán thính giả! Trong video hôm nay, xin mời quý khán thính giả tiếp tục khám phá những điều kỳ diệu trong khi học từ vựng tiếng Anh. Quý khán thính giả chắc đã biết tới động từ give, có nghĩa là đưa cho, trong cấu trúc, đưa cho ai đó cái gì. Give someone something. Ví dụ, cô ấy đang đưa cho anh ấy tiền. She's giving him money. Và trong bài hôm nay, chúng ta sẽ có 10 cụm từ thông dụng thường được dùng với động từ give đầu tiên khi quý khán thính giả muốn nói giúp đỡ ai đó chúng ta dùng cấu trúc give a hand chỗ trống chúng ta sẽ điền một tân ngữ hay nói cách khác là điền một người nào đó ví dụ đừng lo tôi sẽ giúp bạn don't worry i will give you a hand don't worry i will give you a hand tiếp theo khi quý khán thính giả muốn nói cho ai đó đi nhờ xe, chúng ta sẽ dùng cấu trúc give a lift. Ví dụ, lại đây, tôi sẽ cho bạn đi nhờ. Come on, I will give you a lift. Come on, I will give you a lift. Khi quý khán thính giả muốn nói hứa chắc chắn với ai, chúng ta sẽ dùng cấu trúc give my word. Ví dụ, Em hứa chắc chắn với chị là em sẽ trả tiền cho chị. I give you my word that I will pay you the money. I give you my word that I will pay you the money. Khi ai đó đang do dự và chưa thể đưa ra quyết định, quý khán thính giả muốn nói cho ai đó thời gian để suy nghĩ, chúng ta sẽ dùng cấu trúc give pause. Ví dụ khi đang thương thảo hợp đồng. Được rồi, Tôi sẽ cho bà thời gian suy nghĩ. Ok, I'll give you pause for thought. Ok, I'll give you pause for thought. Trong trường hợp, quý khán thính giả nhìn thấy ai đó mới vào nghề và còn bối rối và lúng túng làm chưa được việc. Chúng ta nói với nhau, đừng gay gắt với ai. Vậy, chúng ta dùng cấu trúc give a break. Ví dụ nói, Đừng gay gắt với anh ấy. Có nghĩa là cho anh ấy thêm cơ hội hay cho thêm thời gian anh ấy sẽ quen việc. Chúng ta nói give him a break. Tiếp theo, cấu trúc sa thải ai đó. Chúng ta sẽ dùng cấu trúc give the boot cho ai đó cái giày cao cổ. Đó là nghĩa đen còn nghĩa bóng là sa thải ai đó. Ví dụ họ đã sa thải tôi. They gave me the boot. They gave me the boot. Cấu trúc tiếp theo dùng với give đó là gọi điện cho ai. Give a ring hay là give a call. Quý khán thính giả có thể dùng một trong hai danh từ a ring hay a call. ví dụ nhớ gọi cho tôi đấy. Remember to give me a ring. Remember to give me a ring. Cụm từ tiếp theo được dùng với give đó là làm ai đó sợ sởn gai ốc. Give the creeps. Ví dụ, cái gì đó đang khiến tôi sợ sởn gai ốc. Something is giving me the creeps. Something is giving me the creeps. Khi đang nói chuyện, bạn thấy ai phàn nàn hay cằn nhằn nói đi nói lại một vấn đề mà họ đang gặp phải và bạn không muốn nghe nữa bạn nói với người đó, cậu nói ít thôi hay bạn nói ít thôi, chúng ta nói give it to rest. Give it to rest. Cụm từ số 10 thường ghép với động từ give trong giao tiếp hàng ngày. Ví dụ khi bạn thấy cậu con trai của mình đang rất nóng vội làm một điều gì đó, bạn biết rõ điều đó không mang lại kết quả, bạn đưa ra lời khuyên, dục tốc bất đạt. Cứ bình tĩnh. Haste makes waste. Give it time. Haste makes waste. Give it time. Vậy, give it time có nghĩa là cứ bình tĩnh, đừng nóng vội. Như vậy, quý khán thính giả vừa xem 10 cụm từ thông dụng thường dùng với động từ give trong giao tiếp hàng ngày. Quý khán thính giả đừng quên bộ 3.000 từ tiếng Anh sẽ giúp quý khán thính giả cải thiện vốn từ vựng tiếng Anh của mình một cách nhanh nhất và hiệu quả nhất cảm ơn quý khán thính giả đã quan tâm và theo dõi thank you for watching and goodbye